ông bà và anh chị em thân mến Chúng ta đang ở trong những ngày cuối năm phùng vụ Trong khoảng thời gian kết thúc một năm phùng vụ Giáo hội mời gọi chúng ta dừng lại để suy nghĩ về ngày cấn chung đó là ngày cuối cùng của vũ trụ trần gian, ngày Chúa Giêsu Kitô quang lâm, để rồi chúng ta đón Chúa và bước vào một sự sống mới trong một vương quốc mới. Hôm nay Thánh Luca thuật lại việc Chúa Giêsu Kitô tuyên báo về ngày thần thánh Jerusalem sẽ bị tàn phá nặng nề. Sự kiện thần Jerusalem bị phá hủy cũng chính là hình ảnh báo trước cho ngày cấn chung. Khi ngày đó đến, hẳn sẽ có nhiều người vui mừng, nhưng cũng không thiếu người đau khổ và thất vọng. Ngày đó sẽ trở nên đáng sợ cho những ai không nhận ra dấu trị thời đại để sám hối, cân tân. Nhưng cũng ngày đó, nhiều người sẽ vui mừng và hận diện vì đã chuẩn bị sẵn sàng bằng việc tỉnh thức và cầu nguyện không ngừng. Sự kiện thần thánh Jerusalem bị phá vỡ cũng là dịp nhắc nhở chúng ta về sự mộng giòn của kiếp người. Đền thánh nguy nga tượng trưng như rất kiên cố nhưng rồi cũng không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Những gì chúng ta đang bám víu, tự như kiên cố, an toàn, rồi cũng sẽ không có. Và cuối hành trình, liệu chúng ta sẽ mang theo được gì? Cộng đoàn phục vụ thân mến, tin báo về ngày cánh chung, xin điệp lời chú hôm nay mời gọi mọi người chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn xứng đáng. Điều đó được thực hiện bằng việc trung thành tuân giữ lời Chúa và ra sức thi hành trong đồng mến. Để khi đến với Chúa, chúng ta đến vì lòng yêu mến Chúa, thay vì luật buộc phải giữ, phải đến. Bên cạnh đó, chúng ta cần nhận ra các dấu trị thời đại để hiểu được thánh ý của Chúa. Trước mọi biến cố của đời sống hàng ngày, ta tầm nhìn ra điều Chúa muốn ngang qua những sự kiện đó để máu mắn thi hành thánh ý Ngài. Để rồi chúng ta biết mình phải chuẩn bị cho hành trình tiến về với Chúa qua cái chết bằng những hành trang là lòng bác ái, từ bi, nhân hậu, hiền hòa, bao dung, vị tha. Được như thế cái chết với chúng ta là một niềm vui chứ không phải là hình phạt và đau khổ. Ông bà và anh chị em rất thân mến. Nếu hôm nay Chúa Quang Lâm, phải chăng chúng ta sẽ rất lúng túng vì còn đó những dở gian, những vụng về? Phải chăng chúng ta sẽ đau khổ thất vọng thay vì hoan hỷ vui tươi? Xin cho chúng ta được biết yêu Chúa trên hết mọi sự để biết chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu của mình bằng những việc thiện. Để ngày Chúa đến với chúng ta là thời khắc của sự hân hoan, của niềm vui mừng. Amen.